Với tinh thần cầu thị vừa học vừa làm, với cách tiếp cận đưa thông tin có chọn lọc, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai xác định việc sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội là phù hợp với định hướng và xu thế tất yếu của thời đại công nghệ số. Cần thay đổi để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí của người dân. Vạn sự khởi đầu nan, những cái mới bao giờ cũng cần có thời gian để thích nghi, thay đổi. Các nền tảng mạng xã hội mang thương hiệu Truyền hình Gia Lai cũng vậy. Đi từ không đến có, từ ít đến nhiều, và giờ đây đã trở nên thân thiết với nhiều đối tượng khán giả. Cái thông tin Truyền hình Gia Lai rất là bổ ích, vì nó rất là nhiều thông tin chỉ dẫn cho những thông tin rất là bổ ích cho mình, ví dụ như sản xuất kinh doanh, như làm nông. Em biết đến các nền tảng mạng xã hội của Đài Truyền hình Gia Lai thông qua một cái livestream trực tiếp của chương trình Đường lên đỉnh Olympia cấp trường của trường Trung học Phổ thông Chuyên Hùng Vương chúng em. Sau đó thì em có về nhà, em có like fanpage ở Facebook, TikTok và YouTube. Bản thân em là một học sinh thì em thường quan tâm đến những cái vấn đề về ngành giáo dục, du lịch và truyền thông. Những thông tin được đưa ra thì khá là hấp dẫn, mà bản thân em thì rất là thích điều đấy. Qua các tuyên truyền của chúng tôi, chúng tôi cũng có lấy một số cái bài viết cũng như là cái hình ảnh video của fanpage Đài Truyền Gia Lai để tuyên truyền cho bà con đây. Nó cũng đã góp phần vào công tác tuyên truyền của chúng tôi. Các cái thông tin thuộc nền tảng số của Đài Truyền hình Gia Lai đến với người dân của địa phương, đó là sự nhanh chóng này, kịp thời này, chính xác này, hiệu quả, và đặc biệt là người dân nắm được thông tin chính thống để định hướng về mặt dư luận kịp thời. Thông qua các cái bài đăng trên nền tảng của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai thì các hoạt động của đoàn thanh niên đã có cái sức lan tỏa hơn. Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai luôn trân quý sự đồng hành, sẻ chia của khán giả dành cho các chương trình trên các kênh nền tảng mạng xã hội của đài. Đó cũng chính là động lực để đài không ngừng nỗ lực, kiên trì phấn đấu để biến một món ăn tinh thần từ lạ trở thành quen và ngày càng thiết thực, bổ ích, hấp dẫn. Nhiều tin bài, phóng sự, video clip không chỉ do lực lượng phóng viên sản xuất mà còn đến từ khán giả ở khắp nơi gửi về, được biên tập, đăng tải kịp thời trên ba nền tảng YouTube, Facebook, TikTok, Truyền hình Gia Lai, thu hút hàng triệu lượt xem, tạo hiệu ứng và tác động tích cực tới xã hội. Sau một năm đi vào hoạt động, đã có hàng trăm nghìn tin bài được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai với gần 17 triệu lượt tiếp cận, hơn 57.000 người theo dõi trang Facebook, 40.000 người theo dõi trang YouTube, 2.000 người đăng ký trang TikTok. Với nhiều người thì khoảng thời gian một năm là không quá dài, nhưng với chúng tôi, đặc biệt là những người được giao nhiệm vụ chuyên trách để sản xuất và phát triển nội dung số, thì đó là 365 ngày với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đầu tiên đó là phải nỗ lực để vượt qua rất nhiều khó khăn trong cái quá trình mà ban đầu phải tiếp cận tới cái việc sản xuất những tin tức thời sự, các cái chương trình theo một cái phương thức hoàn toàn mới so với cái cách thức truyền thống trước đây. Cái thứ hai đó là cái sự quyết tâm, sự nhiệt huyết, sự đam mê với nghề và không ngừng đổi mới sáng tạo để làm sao đó lắng nghe được khán giả, mọi người đang cần gì, mọi người muốn gì, và mình đáp ứng được ngày càng nhiều những nhu cầu của họ. 10 tháng sau thời điểm công bố các nền tảng mạng xã hội, ngày 1 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai chính thức thành lập bộ phận sản xuất và phát triển nội dung số. Dù chỉ với 6 thành viên chuyên trách nhưng đảm nhận khối lượng công việc khá lớn như sản xuất, biên tập, đăng tải 40 đến 50 sản phẩm mỗi ngày trên cả 3 nền tảng mạng xã hội. Như vậy, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đã đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trên hành trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí theo đề án của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Những tin tức nóng hổi trong tỉnh, trong nước và quốc tế vẫn đang được cập nhật liên tục trên các nền tảng số Truyền hình Gia Lai. Chỉ cần một nút chạm, khán giả sẽ được tiếp cận với nguồn thông tin đa chiều. Đó có thể là những vấn đề thời sự nổi bật, những khoảnh khắc đời thường, câu chuyện về mảnh đời còn khó khăn, nét đẹp của sắc màu văn hóa Tây Nguyên. Tất cả đều hội tụ và lan tỏa trong nguồn tin chính thống, góp phần định hướng xã hội.
Là một học sinh thì em mong muốn rằng đài sẽ có thêm nhiều những tin tức về ngành giải trí để có thể thu hút người xem và khán giả như tụi em. Với những cái thông tin đưa lên thì đối với những bạn xem truyền hình hoặc khán giả thì chúng ta cũng có thể có những cái bình luận, dùng những lời nói, những ngôn từ mang chất lịch sự, văn hóa, tránh những trường hợp là đưa tin những cái thông tin nó bị sai lệch. Phải khẳng định rằng những kết quả bước đầu của các nền tảng mạng xã hội truyền hình Gia Lai đạt được thì vẫn còn rất là khiêm tốn. Tuy nhiên, với chúng tôi thì đó là những cái động lực rất là quan trọng để trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng để làm sao đó không phụ cái sự tin yêu mong mỏi của các đối tượng khán giả số mà trong suốt một năm qua đã ủng hộ, đã tin tưởng. Chúng tôi chọn thời điểm bắt đầu 1 tháng 9 năm 2023, tức là sau đúng một năm mà công bố các nền tảng mạng xã hội, để trình làng hai sản phẩm hoàn toàn mới. Một là cái chương trình là Thời sự THGL phiên bản YouTube sẽ phát sóng từ thứ hai thứ sáu với khung thời lượng là 10 phút, và thứ hai là bản tin Gia Lai Kết Nối sẽ phát trên trang Facebook với thời lượng là 5 phút mỗi ngày để kết nối rất nhiều thông tin không chỉ là địa phương Gia Lai mà các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên. Và riêng với bản tin Gia Lai Kết Nối thì cũng sẽ đồng thời được phát sóng trên sóng truyền hình Gia Lai, và điều đó để cho thấy được một sự nỗ lực, một cái bước chuyển mình mạnh mẽ của Đài Phát thanh Gia Lai trong hành trình chuyển đổi số. Một năm khởi tạo và xây đắp, dù kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, thời gian tới Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, hòa chung dòng chảy của báo chí hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, với hai sản phẩm hy vọng sẽ mang đến cho khán giả bức tranh toàn cảnh về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong và ngoài tỉnh chỉ với một cú chạm.